Vào tháng 8 năm 1958, 5 chiếc máy bay ném bom B-47 của Không quân Mỹ bố trí tại căn cứ quân sự trên đảo Guam đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần nhân lệnh là phút lên trời để thực hiện sứ mệnh hủy diệt nhằm vào khu vực Hạ Môn của Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan. Tuy nhiên, đến phút cuối, Tổng thống Mỹ khi đó là Dwight Eisenhower đã không đồng ý với đề xuất của Lầu Năm Góc. Và lý do cho hành động này vừa mới được giải mật bởi ông Daniel Ellsberg, cựu chuyên viên phân tích quân sự của quân đội Mỹ, giữa lúc Mỹ-Trung đang vô cùng căng thẳng về vấn đề hòa bình trên eo biển Đài Loan. Giữa lúc quan hệ giữa hai cường quốc lớn nhất trên thế giới đang gặp nhiều bế tắc, một học giả Trung Quốc thừa nhận đang tụt hậu sau Mỹ về nghiên cứu học thuật. Biển Đông cũng đang nóng lên từng ngày do sự hung hăng của Bắc Kinh. Bất chấp sự nhượng bộ của Tổng thống Philippines, Bộ Ngoại giao nước này và Trung Quốc đã tổ chức một cuộc đối thoại thân thiện và thẳng thắn về vấn đề này. Còn tại châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu lên án Belarus cướp máy bay nước khác giữa không trung. Đức muốn Liên minh châu Âu thành lập câu lạc bộ khí hậu. Ba Lan, quốc gia NATO đầu tiên mua máy bay chiến đấu không người lái từ Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc chạy đua ngoài trái đất cũng đang diễn ra vô cùng khốc liệt, trong khi Nga công bố thiết kế tàu vũ trụ đời mới. Trung Quốc công bố hình ảnh về sao hỏa do robot tự hành gửi về. Thì tại Mỹ, Virgin Galactic phóng thành công chuyến bay thứ ba vào không gian. Quý vị đang đến với FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Kính chào quý vị khán giả, tôi là Ngọc Mai và người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin Thế giới hôm nay đầu tuần này. Thưa quý vị, vào ngày 22 tháng 5, ông Daniel Ellsberg, cựu chuyên viên phân tích quân sự của quân đội Mỹ, công bố một tài liệu mật. Theo đó, vào năm 1958, các tướng Mỹ nhận định rằng nếu nước này tấn công hạt nhân Trung Quốc, Liên Xô sẽ trợ giúp và tung đòn trả đũa hạt nhân, có thể khiến hàng triệu người thiệt mạng. Tuy nhiên, họ cho rằng đây là cái giá đáng để đánh đổi để bảo vệ Đài Loan trước nguy cơ bị quân đội Trung Quốc đại lục tấn công. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đặc biệt xấu đi trong thời gian gần đây, nhất là về vấn đề Đài Loan. Tài liệu được xếp vào dạng tuyệt mật năm 1966 và chỉ được giải mật một phần vào năm 1975. Tuy nhiên, ông Ellsberg, năm nay 90 tuổi, nói với New York Times rằng ông đã sao chép tài liệu mật đó vào đầu thập niên 1970. Ông quyết định công bố tài liệu trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến vấn đề Đài Loan. Theo bản nghiên cứu tuyệt mật này, các lãnh đạo quân sự Mỹ muốn hối thúc chính quyền phát động một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Trung Quốc khi khủng hoảng eo biển Đài Loan bùng phát năm 1958. Quân đội Trung Quốc khi đó bắt đầu pháo kích nhằm vào đảo Kim Môn ngoài khơi Đài Loan, khiến lực lượng phòng vệ Đài Loan đáp trả. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năm 1958 đã lắng xuống khi quân đội Trung Quốc ngừng hoạt động pháo kích. Hơn 6 thập kỷ qua, sự mơ hồ trong chiến lược về địa vị của Đài Loan và về việc Mỹ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ hòn đảo này vẫn còn tồn tại. Theo South China Morning Post, giới học thuật Trung Quốc đã cảnh báo về khoảng cách về kiến thức với Mỹ, cho rằng các nghiên cứu về Mỹ tại Trung Quốc là quá yếu so với các nghiên cứu về Trung Quốc tại Mỹ. Vấn đề này lần đầu tiên được nêu ra trong bài phát biểu hôm 15 tháng 5 của ông Wang Jixi, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược tại Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông Wang Jixi là một trong những học giả chuyên nghiên cứu các vấn đề liên quan Mỹ tại Trung Quốc. Ông tuyên bố, tôi cảm thấy hơi xấu hổ và không thoải mái khi các nghiên cứu về Mỹ của chúng ta quá yếu. Người Trung Quốc chúng ta luôn nói rằng các nghiên cứu về Mỹ của chúng ta có chiều sâu và bao quát hơn các nghiên cứu về Trung Quốc ở Mỹ. Tôi nghĩ điều đó không chính xác. Ngày càng có một quan điểm đồng thuận tại Trung Quốc rằng Bắc Kinh và Washington sẽ tiếp tục cạnh tranh quyền lực trong tương lai gần, bất chấp sự thay đổi lãnh đạo của Mỹ. Các nhà ngoại giao Trung Quốc tiếp tục thúc giục các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sửa chữa chính sách đối với Trung Quốc của người tiền nhiệm Donald Trump. Tuy nhiên, giới học thuật Trung Quốc đã cởi mở hơn trong việc thừa nhận bản chất thay đổi của quan hệ song phương, thể hiện qua việc chuyên gia Wang hồi tháng 1 cho rằng sự cạnh tranh giữa hai nước đã vượt xa sự cạnh tranh giữa các cường quốc và sự khác biệt về ý thức hệ. Trong bài phát biểu hôm 15 tháng 5, ông Wang cũng kêu gọi sự chú ý đối với tình trạng chảy máu chất xám của các chuyên gia chuyên nghiên cứu Mỹ ở Trung Quốc. Ông Wang phát biểu, thật là một điều đáng buồn khi rất nhiều người trong chúng ta đến Mỹ để nghiên cứu khoa học xã hội, lại theo đuổi các chuyên ngành về Trung Quốc. Các nghiên cứu sinh từ Mỹ đến Trung Quốc học cũng đang nghiên cứu về Trung Quốc. Vậy làm thế nào chúng ta có thể phát triển sự hiểu biết sâu sắc về Mỹ? Cũng theo South China Morning Post, dù ông Wang không đưa ra bất kỳ số liệu nào về vấn đề này, tuy nhiên từ lâu các chuyên gia nghiên cứu về Mỹ tại Trung Quốc đã gây thất vọng.
Quý vị thân mến, theo Bloomberg vừa qua, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết nước này và Trung Quốc đã tổ chức đối thoại thân thiện và thẳng thắn về Biển Đông. Theo đó, hai bên đã trao đổi thân thiện và thẳng thắn về tình hình chung và các vấn đề cụ thể liên quan đến vấn đề này dưới cơ chế tham vấn song phương đã có từ năm 2016 nhằm giảm căng thẳng trên tuyến đường biển chiến lược. Hai bên thừa nhận về tầm quan trọng của đối thoại nhằm giảm căng thẳng và hiểu về quan điểm, ý đồ của nhau trong khu vực. Cuộc đối thoại vào ngày 21 tháng 5 của Ngoại trưởng Philippines và Trung Quốc là lần gặp thứ 6 kể từ khi diễn đàn này bắt đầu được tổ chức vào năm 2016 bởi Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Căng thẳng giữa hai quốc gia đã leo thang trong những tháng gần đây, với việc Philippines liên tục phản đối sự hiện diện của tàu Trung Quốc trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Trong cuộc đối thoại này, Philippines nhắc lại lời kêu gọi về việc tôn trọng và tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS năm 1982, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và phát biểu Biển Đông của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016. Trong đó bác bỏ mọi yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp này. Philippines cũng cho biết Bộ Tư pháp của nước này sẽ tổ chức một cuộc đàm phán với Trung Quốc về việc bồi thường cho các ngư dân Philippines mà bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên Biển Đông vào 2 năm trước. Vào ngày 23 tháng 5, nguồn tin từ giới chức hàng hải Nhật Bản cho biết một tàu vận tải của Triều Tiên đã bị chìm ở vùng biển ngoài khơi Nhật Bản. Chiếc tàu này được cho là nằm trong danh sách bị áp đặt lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tàu vận tải Chombong có trọng tải 5.500 tấn đã chìm ở ngoài khơi tỉnh Shimane, miền Tây Nhật Bản. Vào khoảng 14 giờ 32 phút ngày 22 tháng 5 giờ địa phương, nhiều khả năng tàu bị nạn khi đang thực hiện hành trình từ cảng Chongjin ở đông bắc Triều Tiên tới cảng Songkrim thuộc tỉnh Gwanghae ở tây nam nước này. Tàu Chongbong được cho là đang chở khoảng 6.500 tấn sắt vào thời điểm bị chìm. Nguồn tin trên cũng cho biết toàn bộ 21 thành viên thủy thủ đoàn đã được một tàu chở dầu ở Triều Tiên ở gần đó giải cứu. Trong danh sách trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được công bố hồi tháng 3 2016 có tên tàu Chongbong. Tuy nhiên hiện chưa có thông tin xác nhận liệu đây có phải là chiếc tàu bị chìm hay không. Chuyển sang một số thông tin tại châu Âu. Thưa quý vị, mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen đã lên án mạnh mẽ vụ chính quyền Belarus điều động chiến đấu cơ để ép một máy bay chở khách bay ngang qua Belarus phải hạ cánh để bắt giữ nhân vật đối lập đang có mặt trên chuyến bay. Đồng thời cảnh báo việc này sẽ được đem ra tại một hội nghị thượng đỉnh EU để bàn luận. Vào ngày 23 tháng 5, chiếc máy bay Boeing 737 mang mã FR-4978 của hãng hàng không Ryanair đang chở theo 170 hành khách đã bị chiến đấu cơ của Belarus ép buộc chuyển hướng khi đang bay từ Athens, Hy Lạp đến Vilnius, thủ đô của Lithuania, Litva. Cụ thể, trong lúc di chuyển qua bầu trời Belarus giữa hành trình từ Athens đến Vilnius, chiếc máy bay trên bất ngờ bị chiến đấu cơ MiG-29 của Belarus tiếp cận khi chỉ còn 2 phút là đến không phận của Litva. Trong khi đó, chiến đấu cơ MiG-29 ra lệnh máy bay FR-4978 phải chuyển hướng đến thủ đô Minsk, Belarus vì lý do có bom trên chuyến bay. Sau khi chiếc máy bay đáp xuống Minsk thì kết quả kiểm tra cho thấy không hề có bom như cảnh báo. Tuy nhiên, chính quyền sở tại đã tiến hành bắt giữ một hành khách trên chuyến bay là nhà hoạt động đối lập lưu vong Roman Protasevich, biên tập viên điều hành kênh truyền thông Nexstar. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen viết trên Twitter ngày 23 tháng 5 rằng những kẻ có liên quan đến vụ không tặc Ryanair phải bị trừng phạt, đồng thời cho biết thêm các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ thảo luận về hành động cần thực hiện. Người phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng EU Charles Michel cũng xác nhận các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận thêm về các biện pháp trừng phạt. Trước đó, EU đã áp đặt 3 vòng trừng phạt đối với Belarus và đang tiến hành vòng thứ 4 nhằm vào các quan chức cấp cao của Belarus để đáp trả cuộc bầu cử tổng thống đang tranh cãi năm ngoái. Đức muốn Liên minh châu Âu EU thành lập một câu lạc bộ khí hậu với các nước khác như Mỹ, Nhật Bản và có thể với cả Trung Quốc để tránh những mâu thuẫn thương mại liên quan tới các thuế xanh, trong đó có thuế carbon đánh vào hàng hóa nhập khẩu. Theo kế hoạch, lãnh đạo các nước EU sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 24 đến 25 tháng 5 tới để thảo luận về kế hoạch đáp ứng mục tiêu mới đề ra về khí hậu cho năm 2030 là giảm ít nhất 55% khí thải CO2 vào năm 2030 so với mức của năm 1990. Vào ngày 22 tháng 5, nữ hoàng Anh quốc Elizabeth đã bước lên boong tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của nước Anh trước khi tàu này dẫn một đội tàu hải quân Anh đến vùng biển châu Á trong chuyến viễn dương đầu tiên của tàu.
chiến hạm nặng 65.000 tấn này chở 8 máy bay tiêm kích F-35B của Anh và 10 chiến đấu cơ F-35 của Thủy quân lục chiến Mỹ, cùng 250 lính Thủy quân lục chiến Mỹ trong đội hình 1.700 thủy thủ trên tàu. Hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth dẫn đầu đội tàu gồm 2 khu trục hạm, 2 tàu hộ vệ, 1 tàu ngầm và 2 tàu hỗ trợ trong hành trình 26.000 hải lý, kéo dài 28 tuần lễ. Nhóm tàu này sẽ có sự gia nhập của một khu trục hạm Mỹ và một tàu hộ vệ của Hải quân Hà Lan. Toàn bộ các tàu trên sẽ đi qua Biển Đông để tới vùng biển Philippines. Ngoài ra, chúng cũng sẽ ghé thăm Ấn Độ và Singapore. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết việc triển khai tàu sân bay Queen Elizabeth sẽ giúp Anh bảo vệ quyền lực mềm và chế độ pháp quyền. Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marius Blackjack cho biết nước này sẽ mua 24 máy bay không người lái chiến đấu dòng Bayraktar TB2 từ Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Bộ trưởng Blackjack, thương vụ sẽ được ký kết vào thứ Hai nhân dịp chuyến thăm của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tới Thổ Nhĩ Kỳ. Những chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao cho quân đội Ba Lan vào năm tới. Thương vụ cũng giúp Ba Lan trở thành quốc gia thành viên đầu tiên của EU và NATO mua máy bay không người lái từ Thổ Nhĩ Kỳ. Dòng máy bay không người lái Bayraktar TB2 được coi là một vũ khí hiệu quả, đã được chứng minh trong các cuộc chiến tranh phía đông châu Âu và hiện vẫn đang được sử dụng ở Trung Đông. Trong những năm qua, máy bay không người lái đã được Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng hiệu quả trong các hoạt động quân sự chống khủng bố xuyên biên giới. Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng những chiếc đầu tiên từ năm 2014 và hiện nó cũng đang được một số quốc gia khác sử dụng như Ukraine, Qatar và Azerbaijan. Sau đây sẽ là một số thông tin về không gian đáng chú ý. Vào ngày 22 tháng 5, tại Diễn đàn Tri thức mới, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Roscosmos của Nga đã tiết lộ thiết kế của các vệ tinh và trạm vũ trụ tương lai được trang bị với tàu kéo chạy bằng năng lượng hạt nhân. Giám đốc điều hành phụ trách các chương trình phát triển và khoa học tại Roscosmos, ông Alexander Ploshenko, đã giới thiệu hai hình ảnh của tàu vũ trụ tương lai có tàu kéo chạy bằng năng lượng hạt nhân Zeus, một với động cơ quay plasma và một với động cơ ion. Như lời giới thiệu, một vệ tinh với lò phản ứng hạt nhân công suất 500 kW sẽ nặng tới 22 tấn. Vệ tinh này dự kiến được phóng trên tàu tên lửa hạng nặng Angara A-5V từ sân bay vũ trụ Vostony. Ông Ploshenko lưu ý, sứ mệnh đầu tiên của tàu vũ trụ với một tàu kéo chạy bằng năng lượng hạt nhân dự kiến diễn ra năm 2030, sẽ bao gồm một chuyến đi tới mặt trăng, sau đó là sao Kim rồi tới sao Mộc. Tổng thời gian của sứ mệnh này theo kế hoạch là 50 tháng. Vào ngày 22 tháng 5, robot tự hành Zhuron của Trung Quốc đã gửi những hình ảnh đầu tiên về bề mặt sao Hỏa. Những phát hiện của Zhuron sẽ được truyền về trái đất qua tàu thăm dò Thiên Vấn 1. Trước đó, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc CNSA ngày 15 tháng 5 tuyên bố tàu thăm dò Thiên Vấn 1 đã hạ cánh thành công xuống bề mặt sao Hỏa. Ngoài Zhuron, còn hai thiết bị khác của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA cũng đang hoạt động trên bề mặt sao Hỏa là Curiosity và Perseverance. Theo truyền thông Trung Quốc, nước này đã lần đầu tiên để lại dấu chân trên sao Hỏa, một bước đi quan trọng cho lĩnh vực khám phá vũ trụ. Cùng ngày, Trung Quốc gửi hình ảnh của sao Hỏa do robot tự hành về trái đất, thì ở Mỹ, công ty Virgin Galactic, một trong số ít các công ty đang tìm cách đưa các du khách siêu giàu lên vũ trụ, vừa kết thúc thành công chuyến bay thử thứ ba. Cụ thể, tàu vũ trụ VSS Unity đã đạt độ cao 90 km so với mặt đất, chở theo hai phi hành gia kỳ cựu của Mỹ là Frederick Wilford Stokoe và Dave Mackay. VSS Unity được đưa lên khí quyển bằng một máy bay lớn hơn gọi là VMS-EV trước khi tách khỏi và khai hỏa rocket để tiếp tục đi vào không gian. Chuyến bay hôm 22 tháng 5 đánh dấu lần đầu tiên Virgin Galactic phóng thành công tàu VSS Unity từ sân bay vũ trụ Mỹ Spaceport America ở bang New Mexico. Trước đó, hãng đã hai lần thực hiện thành công các chuyến bay thử nghiệm lần lượt vào tháng 12/2018 và tháng 2/2019 từ sân bay vũ trụ ở Mojave, bang California. Virgin Galactic do tỷ phú Anh Richard Branson sáng lập, công ty này đã lên kế hoạch thường xuyên phóng tàu vũ trụ từ Spaceport America lên không gian. Công ty cho biết đã có 600 người chi ít nhất 200.000 USD cho các chuyến du lịch vào không gian do hãng tổ chức. Về khía cạnh kỹ thuật, Mỹ đang áp dụng định nghĩa không gian khác so với phần còn lại của thế giới. Theo đó, nước này cho rằng độ cao trên ngưỡng 80 km cách mặt đất được xem là ngoại tầng không gian, trong khi thế giới nhất trí với mức 100 km. Các chuyến bay du lịch không gian của Virgin Galactic sẽ được thực hiện ở giữa khoảng này. Một thông tin khác, theo tờ The Sun, Thủ tướng Anh Boris Johnson và vị hôn thê Carrie Symons sẽ gửi lời mời đám cưới tới gia đình và bạn bè vào ngày 30 tháng 7 năm 2022. Cho đến nay, thông tin chi tiết về địa điểm tổ chức đám cưới của cặp đôi vẫn là một bí mật.
ông Johnson, 56 tuổi, và bạn gái Simon, 33 tuổi, đến hôn hồi tháng 2 năm 2020. Họ đã sống cùng nhau ở phố Downing kể từ khi Johnson trở thành Thủ tướng Anh năm 2019. Họ có một con trai tên Wilfred Laurie Nicholas Johnson, ra đời hồi năm ngoái. Đây là lần thứ ba Thủ tướng Johnson kết hôn. Ông cưới bà Allegra Mostyn Owen năm 1987 và chia tay năm 1993. Chỉ 12 ngày sau, ông tái hôn với luật sư Marina Wheeler. Họ có đứa con đầu tiên sau đó 5 tuần. Hai người có tổng cộng 4 người con và ly dị vào tháng 9 năm 2018. Vào Chủ nhật 23 tháng 5 vừa qua, người dân Paris được bắt gặp đang vui vẻ tận hưởng ngày cuối tuần như trước dịch, đó là ăn uống ngoài trời và không cần phải đeo khẩu trang liên tục như trước. Đây là cuối tuần đầu tiên Pháp bắt đầu nới lỏng các lệnh phong tỏa và cho phép nhà hàng, quán xá mở lại vào ngày 19 tháng 5 vừa qua. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, chính phủ Pháp đã dần nới lỏng lệnh phong tỏa kể từ đầu tháng 5 và hy vọng sẽ dỡ bỏ tất cả các hạn chế vào cuối tháng 6. Tốc độ lây nhiễm trung bình của Pháp được giữ ở mức dưới 14.000 ca mỗi ngày trong một tuần qua, giảm so với mức đỉnh điểm 42.000 vào giữa tháng 4, khi Pháp còn đang bị áp lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ ba. Kể từ thứ Tư ngày 19 tháng 5, các quán cà phê và nhà hàng đã có thể phục vụ khách hàng ở bên ngoài và giờ giới nghiêm hàng đêm đã được lùi lại 2 giờ. Tính đến ngày 23 tháng 5, Pháp có thêm 89 ca tử vong mới, nâng tổng số lên thành hơn 108.000 người. Tuy nhiên, mức tử vong trung bình mỗi ngày đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 10 năm ngoái. Tương tự như vậy, tại Mỹ cũng trong ngày 19 tháng 5, hai bang của nước này là New York và New Jersey đã dỡ bỏ các hạn chế về công suất đối với các doanh nghiệp như bán lẻ, dịch vụ ăn uống, phòng tập thể dục. Do đó mà người dân đã rất hào hứng, đổ ra đường vui chơi mà quên mất một quy tắc vẫn còn được áp dụng, đó là giãn cách xã hội. Thế nhưng trong video này, dường như người dân của cả hai bang đều coi như không có quy định này. Khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, tiến trình tiêm chủng vaccine COVID-19 diễn ra thuận lợi, hai bang New York và New Jersey đã dỡ bỏ các hạn chế về công suất đối với một số mô hình doanh nghiệp. Về cơ bản là rất nhiều loại hình doanh nghiệp, kể cả gym, nhà hàng, đều không có giới hạn về công suất như trước nữa. Thậm chí, những người được tiêm chủng sẽ không cần phải đeo khẩu trang trong nhà hay ngoài trời. Tuy nhiên, người dân vẫn phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe, nhà trẻ, trường học và viện dưỡng lão. Với quyết định mới này, vào tối thứ Bảy ngày 22 tháng 5, người dân New York đã đổ xô đến các công viên, nhà hàng, quán bar và quán cà phê. Trong khi đó, hàng trăm người đã tụ tập tại công viên quảng trường Washington ở Manhattan để tổ chức tiệc, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người vẫn đang có hiệu lực. Sau nửa đêm, cảnh sát đã đến và giải tán đám đông vì vi phạm các quy tắc giãn cách xã hội. Tính đến ngày 21 tháng 5, New York đã ghi nhận hơn 1.500 ca nhiễm mới, tổng số ca đã tăng lên hơn 2 triệu người. Bên cạnh đó, bang này còn ghi nhận thêm 28 ca tử vong, nâng tổng số lên hơn 52.000 ca. Thưa quý vị, tại Pháp, cách thủ đô Paris 90 km về phía Tây Nam, có một viện dưỡng lão với quy mô khá lớn. Đây là nơi sinh sống của những con vật được dùng trong xiếc thú và trong phòng thí nghiệm. Chủ của khu bảo tồn này là ông Patrick Violas. Với tình yêu thương động vật, ông đã đầu tư tầm 25 triệu euro để xây dựng nơi đây. Ông đã nhiều lần kiến nghị lên chính phủ để cấm hẳn bộ môn xiếc thú. Dù chưa rõ khi nào lệnh cấm có hiệu lực, nhưng giới chức Pháp cho biết là sẽ sớm nhất có thể. Ông Patrick Violas đi một vòng khu bảo tồn và điểm qua một số trường hợp đặc biệt. Đầu tiên là một cặp sư tử đã được giải cứu khỏi Tây Ban Nha. Ở đó, chúng đã bị sử dụng để đi khắp nơi cho du khách chụp ảnh, đặc biệt là trên các bãi biển và trong hộp đêm. Ông Violas cho biết móng vuốt của chúng đã bị cắt ra và không còn bờm do bị thiến từ khi vừa mới sinh. Trong một khu chuồng trại khác, Cano, một chú khỉ đuôi dài năm nay 22 tuổi nhưng đã có thâm niên làm vật thí nghiệm trong 19 năm. Cano là chú khỉ lớn tuổi nhất mà chúng tôi đang nuôi dưỡng. Nó bị đưa vào lòng thí nghiệm từ khi chỉ mới 2 tuổi. Cano đã làm việc trong 3 chu kỳ nghiên cứu về bệnh Alzheimer và Parkinson. Cano vẫn còn khoảng 13 đến 15 năm để sống. Cuộc sống của nó đã bị tước đoạt từ khi còn nhỏ như vậy. 19 năm nó chỉ được sử dụng cho mục đích của con người. Chúng ta đang nợ Cano một sự chăm sóc đặc biệt. Nếu không, tôi chẳng hiểu con người chúng ta có mặt trên trái đất này để làm gì. Theo chính phủ, có khoảng 80 rạp xiếc lưu động ở Pháp với hơn 200 con mèo lớn, voi, hà mã, chó sói và các động vật khác.
Cách đây 40 năm, tại Úc, một con cá voi xanh đã dạt vào bờ và chết một cách bí ẩn trong một khu rừng ngập mặn ở Cape Hotham, cách thành phố Darwin khoảng 67 km về phía đông. Hiện bộ xương nặng hơn 3 tấn này đang được tái tạo và sau khi hoàn thành sẽ được trưng bày trở lại trước công chúng trong bảo tàng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Ngọc Anh xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.